Dạ alo, cháu là bác sĩ ở trung tâm thuốc dân tộc á. Dạ có phải là cô Mai Liên đang nghe máy không cô? Dạ đúng rồi à. À dạ chào cô, lúc trước cháu có điều trị mất ngủ cho cô đó, không biết là tình trạng của cô giờ đã đỡ chưa cô? Dạ. Đỡ rồi bác, à ngủ lại được. Đây là thôi đi, người ngủ được rồi, lại ổn rồi. Dạ vâng, dạ cô có thể là cho cháu hỏi thăm thêm tình trạng sức khỏe cô được không ạ? À? Dạ lúc trước thì con điều trị cho cô là vào khoảng tầm tháng 2 á. Dạ. À, thì không biết là lúc đó tình trạng của cô như thế nào, cụ thể sao cô? Thì lúc đó là rất là khó ngủ. Ngày nào cũng phải uống cái hoạt huyết dưỡng não 2 viên rồi 3 viên rồi 4 viên luôn cũng không ngủ được. Vâng. Xong rồi uống qua bao nhiêu loại thuốc luôn nó cũng không ngủ được. À dạ. Rồi. Sau được mới thấy người bạn người ta giới thiệu bên bác là mới đi đi thì giống như bác nói khoảng 2-3 tuần đầu thì cũng chưa có suy nghĩ gì hết, nhưng mà đến bắt đầu đến tuần thứ 3 tuần thứ 4 là bắt đầu thuốc nó thấm là thấy nó cải thiện từ từ, thế là đi ngủ được nhẹ nhàng hơn, giấc ngủ nó nhẹ nhàng hơn. À dạ vâng, thì thường thì lúc trước thì cô ngủ là bao nhiêu tiếng một đêm thì không giấc giấc vô không ngủ được luôn á cô? Không, buổi trưa là hoàn toàn không ngủ được, còn buổi tối thì khuya lắm, uống thuốc hoạt huyết luôn nên là cũng ngủ khuya lắm mới ngủ, 10-11 giờ mới ngủ. Dạ. Còn uống thuốc rồi thì là khoảng chừng á hả, cỡ 9 giờ, hơn 9 giờ là ngủ rồi, nhưng mà thường hay dậy sớm á, cỡ 4 giờ mấy dậy rồi là tập yoga rồi ngày kia hay dậy sớm vậy thôi. Để quen rồi, dậy sớm là quen rồi. Vâng, dạ. Nhưng mà cũng ngủ được, đêm cũng ngủ được từ 5 tiếng cho đến 6 tiếng. Dạ thì dạ, sau khi mà mình uống thuốc này thấy mình cái lúc trước con kê cho cô là 3 tháng đó thì có liệu trình là thuốc đặc trị mất ngủ với lại là thuốc đặc trị về có loạn lo âu đó cô. À, dạ, lúc đó thì cô uống thì cô thấy cái tình trạng cái tinh thần của mình nó thoải mái, đỡ lo âu hơn cô ha. Đúng rồi đó, nó đỡ lo âu hơn thì những người thì cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn á. À dạ vâng rồi. Thì sau khi mà cô uống hết được trình 3 tháng thì là khi mà cô đã ngưng thuốc á, cô ngưng thuốc thì cô có bị cái vấn đề giống như là tình trạng của thuốc tây là bị phụ thuộc vào thuốc không vậy cô? Không, thì cũng thấy cũng bình thường, không có không lo âu gì, cái tính mình hay lo thì nó cũng hơi hơi lo chứ nó không có như lúc trước nữa. À dạ. Như tây thì không uống nó hoạt huyết dưỡng não là thôi đâu uống cho đâu. À, thì vừa dạ. Nói. Dạ. Hoặc cái hoặc nhất nhất á. Dạ vâng. Dạ. Là không uống cái đó nữa. Cho dạ. Đến bây giờ cũng không uống nữa. Giờ dạ. Là chỉ ăn những cái gì mà nó về ăn trái cây hay những cái dễ ngủ, ăn tối, ăn chuối, ăn gì uống đi sữa này kia đó thì nó ngủ được. Vậy thôi. Dạ không vâng. Phải như lúc trước thì làm đủ kiểu luôn á. À, dạ. Uống mật ong làm đủ kiểu luôn mà không được. Dạ. À, ý cháu hỏi là cái thuốc của mình uống á là nó hoàn toàn là không phụ thuộc vào thuốc, giống như kiểu là mình uống thì ngủ, còn không uống thì nó bị mất ngủ, giống như thuốc tây là nó hoàn toàn nó không có tác dụng như vậy đúng không ạ? Không, cái đó ngưng lại vậy đó. Ngưng lại. Ngưng, dạ, ngưng là vẫn bình thường đúng không? Con vẫn ngủ được bình thường đến nay đúng không cô? À, dạ vâng. Thì thường thì cái sức khỏe thì cô nên là tập luyện thể dục thể thao, thế rồi tập thể dục thêm hoặc là tập yoga hoặc là mình tập dưỡng sinh thêm cô nhé, tại mình cũng lớn tuổi rồi đó. Dạ. Đúng rồi. Mình tăng cường khí huyết. Dạ. Thì xin cảm ơn cô đã có một đôi lời chia sẻ ha. Thì chúc cô nhiều sức khỏe và thành công. Dạ vâng. Dạ. Nhiều nhá. Dạ dạ xin chào. Bình an khỏe nhá. À dạ dạ. Cảm ơn bác nhiều. Rồi, xin chào cô Liên ạ. À. Dạ.